Bạn đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ca làm. Đã muộn và con đường hoàn toàn vắng tanh, không có một chiếc xe nào. Đoạn đường về nhà chỉ kéo dài khoảng 20 phút lái xe, nhưng bạn biết rằng mình sẽ phải cố duy trì sự tỉnh táo, ngay cả khi chiếc xe cũ kỹ này rung lắc và kêu rầm rập khi nó di chuyển trên đường. Xe rung lắc khi một miếng băng keo rơi ra khỏi cụm đồng hồ đo để lộ đèn báo, kiểm tra động cơ sáng bên dưới. Bạn dùng tay dán lại miếng băng keo vào vị trí cũ, che lại nó một lần nữa. Đó, lại như mới. Bạn bật radio lên và nó ngay lập tức tắt ngúm chỉ sau vài giây. Bạn đập tay vào chiếc radio và nó sống lại trong vòng một giây trước khi tắt ngúm một lần nữa. Bạn định đập nó một lần nữa, nhưng chợt nhận thấy ánh sáng phản chiếu gương chiếu hậu của mình. Và nó không chỉ là một cặp đèn pha, đó là hàng loạt đèn. Nó nhanh chóng tiến gần bạn hơn trước khi bạn kịp nhận ra. Nó dường như đã bắt kịp bạn. Nhưng sau đó, chúng đột nhiên tắt ngúm, như thể không còn tồn tại nữa. Có phải tài xế đó vừa tắt đèn pha đi? Bạn nghĩ, nhưng chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì bạn hét lên kinh hãi bởi một tiếng nổ bất ngờ. Giống như một tia chớp đánh vào xe của bạn vậy, bên trong ô tô của bạn bỗng nhiên bị bốc cháy nghi ngút. Liệu động cơ có bị nổ không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, nó không đến từ chiếc xe của bạn. Nó đến từ thứ bên cạnh bạn. Bạn không biết nó xuất hiện từ đâu, nhưng đi bên cạnh chiếc xe của bạn hiện tại là một chiếc xe container đồ sộ. Ít nhất rằng đó là thứ bạn nghĩ. Khói dày đặc khiến bạn bị ho và không thể nhìn thấy gì. Bạn mất lái và cố gắng đạp phanh, nhưng bạn nhận ra mình đang đi chệch hướng khỏi đường. Cuối cùng, khi khói bay hết, bạn có thể nhìn thấy mặt trăng. Và lúc này, bạn thì bạn biết rằng mình không còn ngồi đúng hướng nữa khi chiếc xe lật và nhào lộn trong không trung. Bạn mở mắt ra và thấy rằng mình vẫn đang mắc kẹt trên ghế. Bạn tháo dây an toàn và ngã xuống nóc xe. Bạn bò ra thì thấy xe của mình đang nằm lộn ngược và cách mặt đường vài mét. Bạn nhìn xung quanh và xa xa bạn có thể nhìn thấy nó. Chiếc xe container đã húc bạn ra khỏi đường, đang di chuyển với tốc độ gần như không tưởng trong đêm. Bạn nhìn lại chiếc xe của mình và nó gần như đã vỡ tan tành và tự hỏi mình sẽ làm gì bây giờ. Cuối cùng thì sáng hôm sau, bạn đã có thể trở về nhà. Cảnh sát dường như không tin câu chuyện của bạn về một chiếc xe container xuất hiện một cách thần kỳ rồi gây tai nạn. Nhưng ít nhất, họ đã cho bạn một chuyến xe về nhà sau khi bạn thực hiện bài kiểm tra mức độ tỉnh táo. Bạn bước vào căn hộ studio nhỏ của mình và liếc nhìn xung quanh phòng được trang trí thưa thớt. Tự hỏi làm thế nào để trả tiền thuê nhà vào tháng tới nếu mình không có gì để đi làm. Bạn đi đến tủ lạnh và mở nó ra, nhưng chẳng có gì bên trong ngoại trừ một hộp sữa đã quá hạn sử dụng. Bạn mở nắp hộp sữa và nó tỏa ra một mùi hết sức khó chịu. Điều này khiến bạn càng tuyệt vọng hơn. Bạn đóng tủ lạnh và dựa vào cửa, cố gắng nghĩ xem mình sẽ làm gì. Bạn chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung đến nỗi chẳng còn biết được có thư đẩy qua cái cửa. Bạn quyết định đi nhặt chúng, mặc dù bạn biết rằng nó sẽ chỉ toàn là tin xấu. Và bạn đã đúng, đó chỉ toàn là hóa đơn cảnh báo lần đầu, lần hai, rồi đến lần cuối. Bạn tự hỏi liệu mình đã bao giờ có một tin vui xuất hiện qua cái cửa bao giờ chưa? Đây là cái gì? Cái cuối cùng là một chiếc phong bì méo mó, trông giống như nó đã được sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần. Bạn cảm thấy nó khá dày và nặng, nhưng không có thông tin gì bên ngoài cả. Nó hoàn toàn trống trơn. Bạn mở phong bì ra và mắt bạn sáng lên. Bên trong là tiền. Đó là một sấp các tờ tiền cũ nát, gồm nhiều mệnh giá khác nhau, xếp theo một thứ tự ngẫu nhiên, nhưng chúng rất nhiều. Ở đây phải có hơn 1.000 đô la. Và kèm theo đó là một màu giấy nhỏ. Bạn mở màu giấy nhỏ nát và bẩn thỉu ra thì thấy một dòng chữ được viết vội bằng mực đen. Nó nói rằng: xin lỗi bạn về tối qua, hy vọng thứ này sẽ giúp bạn. Bạn lật phía sau màu giấy lại, nhưng không có gì khác ở đó cùng với có tiền mặt kia. Dòng chữ xin lỗi không được ký tên, và bạn không phải là người đầu tiên nhận được thứ như vậy, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Nhưng tổ chức SCP biết chính xác là ai đã gửi nó. Đây là tin nhắn đến từ SCP-3899, còn được gọi là hung thần bóng đêm. SCP-3899 là một chiếc xe container Peterbilt 379 màu đen, có gắn thêm một toa móc. Nhưng như các bạn đã biết, đây không phải là một chiếc xe bình thường. SCP-3899 có một dấu hiệu dị thường là nó dường như xuất hiện ngẫu nhiên trên các đoạn đường cao tốc trên khắp nước Mỹ, và thường ở một khoảng cách đáng kể so với những chiếc xe khác. Xe sẽ có biểu hiện chuyển động, di chuyển trong khoảng 3 km/h so với giới hạn tốc độ, nhưng nó sẽ không giữ nguyên ở tốc độ này. Một khi SCP-3899 xuất hiện, nó sẽ cần những ngày lập tức tăng tốc, và tốc độ mà nó có thể đạt được thực sự đáng kinh ngạc. Mặc dù có vẻ ngoài là một chiếc xe tải bình thường, SCP-3899 có thể đạt tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, và người ta quan sát thấy nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 420 km/h
hoặc 267 dặm một giờ. Khi SCP-3899 di chuyển trên đường, nó sẽ cố gắng tránh các phương tiện khác và các vật thể bên đường. Thậm chí, nó còn có khả năng di chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn, dường như nó chủ yếu làm thế để tránh va chạm với các phương tiện khác. SCP-3899 sẽ biến mất và ngay lập tức sau đó sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Tuy thế, nó luôn cách vị trí cuối cùng của mình 300m. Sự xuất hiện trở lại này sẽ kèm theo một đám khói đen dày đặc mà qua các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã phát hiện ra là nó bao gồm hỗn hợp các sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy nhiên liệu diesel cho núi lửa và một lượng máu người không xác định. Chiếc xe tải dị thường này sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm và sẽ bị mất hoàn toàn khi trời sáng, hoặc nếu nó gây ra một vụ tai nạn ô tô, điều mà nó đã làm rất nhiều lần. Trong một sự cố tình cờ, các đặc vụ của tổ chức SCP bí mật làm việc trong Bộ Giao thông Vận tải bang Virginia đã nhận được các báo cáo về một chiếc xe tải lớn màu đen xuất hiện trên một đoạn đường liên bang đã gây ra nhiều vụ tai nạn. Họ đã truy tìm và xác định được một trong những nạn nhân của những vụ tai nạn này là một phụ nữ tên là Martha Lewis, người mà họ sớm đưa ra để thẩm vấn với vỏ bọc là một cuộc điều tra của cảnh sát. Các đặc vụ đã hỏi Martha về trải nghiệm của cô và cô giải thích về lần tiếp xúc của mình với nó. Cô nói: "Tôi vẫn nhớ như in. Lúc đó tôi đang lái xe trên đường I-64 để về nhà và mặt trời vừa mới lặn. Trên đường không có một chiếc xe nào khác và tôi đang định rẽ theo lối ra của mình thì từ đâu đó chiếc xe tải khổng lồ này xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Có một đám khói giống như đang bốc cháy hay gì đó và có một âm thanh như một tia chớp sáng xuống ngay bên cạnh tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả khói mù mịt làm mờ kính chắn gió của tôi và trước khi tôi thực sự có thể biết những gì đã xảy ra, tôi đã lao ngay qua giải phân cách bằng bê tông và va vào một số cái cây. Tôi nghĩ rằng tôi đã bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì thấy có nhân viên y tế và các cảnh sát. Họ đã đưa tôi đến bệnh viện." Các đặc vụ hỏi còn điều gì xảy ra sau đó không? Và cô ấy nói rằng có một điều kỳ lạ khác. Khi cô ấy rời bệnh viện và về nhà thì thấy có một bức thư đang ở đó, nhưng nó không có địa chỉ gửi. Bên trong là một số tiền lớn với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Đa phần trong số chúng đều nhăn nhau vào sờn rách. Có một mẩu giấy trong phong bì có nội dung: "Tôi xin lỗi, tôi không có ý xấu. Chỗ này là cho các thiệt hại. Hãy sửa lại chiếc xe nhé." Phân tích mẩu giấy sau đó của tổ chức cho thấy chúng được viết vào một mảnh than và bản thân mẩu giấy cũng không có gì bất thường. Chắc hẳn bây giờ bạn đang tự hỏi mình câu hỏi mà các nhà nghiên cứu SCP đã từng gặp: ai là người đã điều khiển SCP-3899? Ai là người đã viết những mẩu giấy kỳ quặc đó, cũng như trả tiền cho những thiệt hại mà họ đã gây ra? Người điều khiển chiếc xe tải được định danh là SCP-3891 là một nhân vật rất bí ẩn. Những nạn nhân của SCP-3899 khi nhìn thoáng qua bên trong chiếc xe tải khi nó di chuyển qua họ với tốc độ cao đều mô tả hình bóng của một người đàn ông hơi thừa cân, đội một chiếc mũ mà những người lái xe tải bình thường hay đội. Một số báo cáo cũng ám chỉ đến sự hiện diện của những thứ khác, như những chiếc xúc tu khói xuất hiện trong buồng lái. Dù vậy, tất cả các nỗ lực tiếp theo để xác định các đặc điểm vật lý chính xác của 38991 đều thất bại vì chiếc xe tải đã chứng tỏ khả năng chống lại bất kỳ loại thiết bị quét nào. Hầu hết những gì được biết về người lái xe đều được biết đến dưới hình thức giao tiếp trực tiếp, mặc dù không phải dưới hình thức phỏng vấn hoặc bất kỳ hình thức gặp mặt trực tiếp nào khác. Không, mặc dù SCP-3891 chưa bao giờ sẵn sàng dừng lại và thảo luận với các đặc vụ của tổ chức, nhưng nó dường như sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ ai và mọi người trong vùng lân cận qua sóng radio hoặc đài CB, là một loại hệ thống liên lạc giữa người với người bằng sóng ngắn phổ biến với nhiều tài xế xe tải đường dài. Trong một lần tình cờ, một chiếc máy bay trực thăng của tổ chức SCP đã bay phía trên đoạn đường nơi SCP-3899 xuất hiện. Một đặc vụ trong máy bay trực thăng bắt đầu liên lạc với tài xế xe dị thường. Trước tiên, yêu cầu tín hiệu gọi. SCP-3891 đã trả lời: "Tôi là tài xế bóng đêm và tôi đang lao đi. Tôi biết là mọi người có thể cảm thấy tốc độ này." Sau khi điều chỉnh âm lượng để phù hợp với câu trả lời ồn ào của 38991, đặc vụ đã hỏi thực thể xem anh ta đến từ đâu. 38991 đã trả lời: "Tôi lướt đi trong gió. Bánh xe của tôi hát khúc ca tình yêu ngọt ngào với nhựa đường. Các mạch máu của tôi được lấp đầy bằng muối đường và khí thải cùng với mùi cao su cháy. Không còn những phiền muộn từ nơi tôi đến. Tất cả chúng tôi sống cho chuyến đi và chết vì chả gì cả." "Tôi hiểu rồi," vị đặc vụ trả lời trước khi hỏi: "Anh có đang vận chuyển bất cứ thứ gì không?" SCP-3891 đáp lại: "Cô không nghe sao cô gái? Cô có thấy cái này không? Những gì tôi nhận được là sự cứu rỗi thuần túy. 18 bánh xe cùng lăn. Khi các con đường bị tắc nghẽn, khi các con đường bị chặn và tốc độ của các người đã chết và biến mất, tôi sẽ đổ đống tải này và tất cả chúng ta sẽ được uống đầy khí và hết thở khói." Tuy nhiên, đặc vụ không hiểu và hỏi là anh ta là ai và muốn gì.
3891 trả lời. Điều này là dành cho linh hồn của con đường, những đêm dài và động cơ chết, và mọi người cố gắng đặt cái đường chân trời đó bên dưới bánh xe của họ. Tôi là tiếng gầm của sắt nóng, tôi là tiếng hét của sự tự do, tôi là cái chết của tất cả rào cản. Hành trình này không thể kết thúc. Bé yêu, đừng dừng lại. Cô có cảm thấy tiếng ầm ầm? Cô có nhìn thấy lửa và ngửi thấy nó không? Tôi biết cô có thể. Tôi có thể nếm trái tim của cô. Và tôi biết cô muốn bay cùng tôi. Khi địch vụ bắt đầu trả lời, có thể khẳng định rằng họ cảm thấy tiếng ầm ầm thực sự, và dường như họ bị cuốn vào sự phấn khích từ tuyên bố của SCP-38991. Cuộc điều tra nhanh chóng bị tạm dừng và chiếc trực thăng đã ngừng đuổi theo. Sau sự cố này, khả năng thao túng của 38991 qua liên lạc đang được điều tra. SCP-3899 hiện không thể bị giam giữ dưới bất kỳ hình thức nào, đã được phân loại là Keter. Sau khi các báo cáo về nó xuất hiện, tất cả các sóng vô tuyến CB phát ra từ xe tải đều được giám sát bởi các trạm liên lạc của tổ chức gần đó để tìm cách ngăn SCP-3899 liên lạc với dân thường. Bất kỳ người nào liên lạc với nó sẽ được cho sử dụng thuốc mất trí nhớ loại B, cũng như bất kỳ nhân chứng nào của chính xe tải. Tất cả thông tin về SCP-3899 sẽ bị hạn chế, và một chiến dịch tung tin giả sẽ được thực hiện khiến tất cả các báo cáo về một chiếc xe tải bí ẩn có thể xuất hiện từ hư không và di chuyển với tốc độ không tưởng, dường như chẳng khác gì một truyền thuyết đô thị. SCP-3899 là gì? Người lái xe có phải là một bóng ma dị thường hay không? Hoặc có lẽ là một vị thần lâu đời, già nua, một biểu tượng của sự tự do và chuyển động vĩnh cửu với hình dạng vật chất là một vật thể khổng lồ chạy bằng động cơ diesel trên đường cao tốc? Có lẽ câu trả lời cho điều đó là tùy thuộc vào bạn. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-973 để biết thêm một câu chuyện khác về dị thường trên ô tô với những mục tiêu riêng biệt của nó, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.